Hôm nay chúng ta sẽ học về bệnh học của thận. Theo các bạn đã biết thì hô hấp chúng ta còn phải học 11 môn cơ bản, đó là giải phẫu sinh lý, sinh hóa, mô phôi, vi sinh, ký sinh trùng, giải phẫu bệnh, dược lý, xử lý bệnh, miễn dịch. Nhưng đối với thận thì cũng cần phải nắm cơ bản, nhưng mà tập trung chủ yếu vào histology và embryology. Đối với thận thì có thì được chia thành hai loại, đó là nephrology và urology, đó là nội thận và ngoại tiết niệu. Khi nhắc đến thận, các bạn đã biết là thận có hình hạt đậu. Khi nhắc đến thận thì chúng ta nhớ đến quy tắc số 3, đó là 3 nhân 2 nhân 2 tất cả bình phương. Trong đó 3 là bề dày của thận, 3 nhân 2 bằng 6 là bề rộng của thận, 3 nhân 2, 6 nhân 2 là 12 là chiều cao của thận, tất cả bình phương là trọng lượng của thận bằng 144 gram. Chúng ta qua bên phần nephrology, đó là nội thận. 95% đều bắt đầu từ glomerulus. Theo các bạn đã biết thì một thận có 1.250 nephron. Mỗi nephron thì bắt đầu từ glomerulus, kéo dài đến ống luộm xa. Tiếp theo là qua bên nephrology, đó là ngoại tiết niệu. Thì ngoại tiết niệu bắt đầu từ thận, kéo dài cho đến niệu đạo.